mà cái ngày em gặp ngoài đời giống như là em đang bị dụ vậy đó. Luôn đen là em có ngủ được không, chị gọi chị vô cho em ngủ. Bây giờ một á là em là bạn gái của anh, hai là đạp em xuống biển em bơi em đi về, nghe cho nó vui vậy thôi chứ trong lòng nó mừng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Đôi này trẻ trung nè, mời bạn giới thiệu về mình đi ạ. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quang Bảo và các bạn khán giả đã có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Lê Quang, hiện tại đang là nhân viên marketing. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quang Bảo và toàn thể các bạn ở đây. Em tên là Đổng Thị Thúy Hạnh, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Tụi em quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hôm nay là em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 23. Dạ, em 26. Hả? Tôi trẻ vậy? Vậy là chúc mừng em, không có chênh lệch gì hết. Nhìn tưởng là bên đây nhỏ hơn nè. Thế cái chuyện tình chị em này bắt đầu từ khi nào? Cái câu chuyện tình chị em này chắc em là nạn nhân, em bị dụ. Em bị dụ? Em nghĩ là em bị dụ. Tại vì cái ngày đầu tiên em đi dạy, em dạy tiếng Anh ở trung tâm của bạn này làm việc. Bữa đó em đang dạy thì bạn này vào cho xoài cho học sinh của em ăn. Nơi mà anh ấy dạy là nhà của em, trường đó là nhà em. Thì bạn vô bạn hỏi, bạn xưng với em là bằng chị. Cái em quay sang em hỏi chị, em hỏi bạn này là chị bao nhiêu tuổi mà chị xưng với em bằng chị. Thì bạn em mới nói là sinh năm 93. Cái em mới nói không, em sinh năm 91. Yeah. Lúc mà em nghe như vậy là thấy nghe sạc xảo rồi. Tại vì lúc mà ảnh vô, ảnh làm bên em là em là người trực tiếp giữ CV của anh. Đúng rồi. Chỉ có duy nhất một cái là có bồ chưa là không có ghi thôi. Nên vô đi coi là mangle là thứ yếu chứ quan trọng hỏi là có bồ chưa các thứ là điểu. Coi như là điểu trước người ta rồi đúng không? Mới vô đúng không? Rồi ấn tượng đầu tiên là như thế nào? Trước đó em có Facebook của bạn gái em rồi. Em xem trên Facebook thì bạn này cười rất là tươi, da trắng rồi nhìn cũng cao lắm. Mà cái ngày em gặp ở ngoài đời giống như là em đang bị dụ vậy đó. Luôn đen. Nhưng mà được cái là giống trong hình là cười rất là tươi, cho nên em rất ấn tượng cái nụ cười của bạn gái em. Còn em ấn tượng với thầy giáo này như thế nào? Bạn ấy khuôn mặt rất là sáng sủa, và kể cả cái CV cũng thấy là cái khả năng trình độ học vấn cũng cao. Cái đặc biệt mà gây sự chú ý nhất là cái khả năng ngoại ngữ của bạn đó. Bạn ấy có thể thông thạo khoảng 3 thứ tiếng cùng một lúc. Wow, 3 thứ tiếng luôn. Tiếng gì em? Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Về một ít tiếng Pháp. Lọt vô tầm ngắm của em, hôm đó đem xoài vô rồi còn làm gì nữa, là bao lâu mới là quen nhau được? Tối ngày hôm đó về, bạn gái em có gửi cái kết bạn trên Facebook cho em. Thì em thấy wow, kết bạn liền. Sau đó em nhắn tin, em là người chủ động nhắn tin trước với bạn gái em. Cái ấn tượng của em về bạn ấy như thế nào? Là một người chủ hay một người chị là cái gì? À, lúc đó em không có biết bạn gái em đang là chủ ở đó, chỉ tưởng là nhân viên bình thường thôi. Sau bạn gái kết bạn em thì nói là chị muốn kết bạn với thầy giáo để thầy giáo chỉ tiếng Anh cho chị. Cái em nghe mà em thấy cũng hơi ghét. Kết bạn với em là có lý do chứ không phải là vì thích em mà kết bạn. Rồi em thấy vậy thôi, em trả lời đại. Rồi đến khi nào mới là hết chị em? Ngày hôm sau chị. Sao lẹ vậy cưng? Tối ngày hôm đó là trước khi đi ngủ thì bạn gái em có nói là em có ngủ được không, chị gọi chị vô cho em ngủ. Trời ơi, bà tấn công một cách là lớn liên tục luôn á. Xong rồi em cũng đồng ý, em nói là chị gọi cho em đi, em nghe. Hai người nói chuyện tới 3 giờ sáng. Cái cảm giác lúc nói chuyện là thấy rất là thân, nghĩa là mình đã quen nhau từ rất lâu rồi. Đặc biệt là trong cái buổi tối ngày hôm đó là lúc nói chuyện á, thì em có nói với bạn gái em là hai đứa mình là chị em, giữ khoảng cách, xây dựng cái khoảng cách nha, đừng có ai vượt qua khoảng cách đó. Chi vậy, nói câu đó chi vậy? Để cho cả hai người thoải mái. Cái gì lỡ mà có thân nhau thì thân à, chị em thương nhau, quý nhau thôi, chứ không có đặt nặng là tình cảm ở trong trỏng. Nhưng mà đặt làm cái gì? Chứ em đâu có ý đó, em mà có ý tấn công rồi. Là em phá rào ngay từ hôm ngày mai. Cái gì phá rào đúng hả? Sáng ngày hôm sau là bạn gái em có gọi điện cho em, kêu em qua chợ đi làm. Xong rồi tối ngày hôm đó tụi em có đi trong một cái thiền trà. Thì trong cái thiền trà đó em nghe bạn gái em nói về những cái cuộc sống của bạn gái em, những cái biến cố bạn gái em đã trải qua. Cái tự nhiên mình thấy trong lòng là mình muốn bảo vệ cho cái cô gái này. Cái tối đó về em chở trên xe thì em có nói với bạn gái là chị cho em mượn cái tay của chị xíu. Chứ bạn gái em đưa cái tay, em lấy cái tay ôm vô người em. Bạn gái em ôm em luôn. Bây giờ chính là tới bây giờ. Lúc đó tới nay là được bao lâu rồi? Bữa nay nếu mà tính thêm ngày mai nữa là tròn 2 tháng. Có nghĩa là từ cái buổi thiền trà đó là tụi em dính không một ngày nào rời tới tận bây giờ. Kế hoạch của em thành công quá, dễ sợ thiệt. Vậy phải học hỏi em mới được. Nó có 2 tháng rồi đó. Mà... Ủa nhưng mà chương trình này là chương trình yêu là cưới. Cưới đó. À, thường đến đây là chuẩn bị cưới rồi mới đến đây. Là hai em bộ có kế hoạch cưới luôn rồi hả? Cuối tháng 7 là tụi em nắm hỏi. Có nghĩa là quen nhau khoảng được 6 tháng. Cái gì? 3 tháng rồi nắm hỏi. Khi nào nắm cưới? Nắm cưới là ngày 17 tháng 1 năm 2019. À, tụi em
đã quan niệm chung một cái quan niệm là dài không quan trọng, ngắn không quan trọng, quan trọng là quen đúng người, đúng thời điểm và gắn bó tới bây giờ. Ủa nhưng mà cái lúc đó cái điều gì mà cho các bạn cảm thấy rằng là các bạn thuộc về nhau, ý là sao cái nắm tay đó rồi nụ hôn đầu đó? Cái nụ hôn đầu là buổi tối ngày hôm đó em có chở bạn gái em trên cái xe. Rồi nắm tay rồi đó đúng không? Dạ, bạn gái em hơi mệt cho nên là tới nhà rồi cái em quàng qua em tháo cái dây an toàn cho bạn gái em. Bạn gái em không biết lúc đó nghĩ sao, chờ em lên hôn em cái. Tấn công nữa, nói chung anh này gài hàng không à trời ơi, bây giờ bị dụ rồi, dụ toàn tập. Chết em rồi. Làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi. Sáng ngày hôm sau là tụi em có hẹn với nhau đi chơi với bạn tụi em ở ngoài Vũng Tàu. Thì tối đó là em có hẹn bạn gái em ra ngoài bãi sau của Vũng Tàu. Em biết bạn gái em sợ nước không có biết bơi, cái em dẫn ra cái đê ngồi. Thì em mới hỏi bạn gái em là bây giờ một á là em là bạn gái của anh, hai là đạp em xuống dưới biển em bơi em đi về. Là bạn gái em mới trả lời là thôi em sợ nước lắm, em là bạn gái của anh. Em nghĩ dù đạp xuống biển cái kiểu như giống ở bên TikTok rồi kia là có chịu quen không, không đạp xuống biển gì các thứ gì đó thì nghe cho nó vui vậy thôi chứ trong lòng nó mừng lắm. Em thật sự là thì thật sự là lúc mà một ai đó tỏ tình với mình nó vui lắm chị, nó vui đủ thứ nên thành chỉ cần nó là em ơi một cái nhẹ nhẹ đôi tay là thấy là biết nói cái gì rồi. Chính ơi, chính rồi, khỏe là ha, khỏe khỏe là lúc là mới có 2 ngày thôi đó hả? Cái ngày tỏ tình là sau đó 5 ngày. Nói chung cái này gọi là tình yêu sét đánh à. Rồi trong 2 tháng chắc là cũng phải nhiều câu chuyện vui. 2 tháng biến cố gì? Có một cái biến cố rất là nhanh luôn. Tụi em cũng tự cảm thấy là tụi em quá sức nhanh nên là cái biến cố nó cũng xảy ra cũng nhanh. Cái buổi tối đó là tụi em có hẹn với nhau đi mua đồ cho em. Thì lúc đó là cũng hai người cũng đang cũng như kiểu mình cảm nắng với nhau thôi chứ không gì. Tối đó là bạn gái em đi trước em đi sau. Mà xui cái là bạn gái em bị tai nạn xe không có đi được nữa. Thì bắt đầu từ sáng ngày hôm sau cho đến khoảng 1 tháng sau, ngày nào em cũng 5 giờ rưỡi sáng có mặt trước cửa nhà để chở đi làm. Tối 9 giờ rưỡi tối em chở về. Trưa em nấu cơm cho ăn, dở cơm theo ăn. Thì em nghĩ trong cái rủi nó có cái may là rủi là bạn gái em bị tai nạn. Nhưng mà may là tại vì cái đó là cái lý do để gắn kết hai đứa em lại. Ủa vậy luôn hả? Là ngay lúc đó đi là hai người đã cảm giác là thấy nó muốn lãng lãng rồi hả? Dạ đúng rồi, tại em vì cũng là, vậy nữa. Tại vì là cảm nắng mà nhanh đến thì tất nhiên nó quy luật sẽ là nhanh đi. Thì em bị té xe cái rầm một cái là trong vòng 2 tháng không có đi lại. Thì mẹ em rất là lo, tại vì lúc đó là mẹ cũng bận, nhà cũng bận, không thể nào mà có người đưa đón hoặc là dù có đặt ráp đi chăng nữa nó cũng không có kéo dài suốt 2 tháng, nó rất là phí. Anh lo hết từ bữa ăn sáng, ăn trưa, buổi đón đi làm, tối đón về. Em làm điều đó vì cái gì? Vì lúc đó em bắt đầu nản nản trong tình yêu rồi. Cái lúc mà thấy bạn gái của mình té xe chúi xuống mặt mình nằm bất tỉnh ở trên đường, mình cảm thấy là chết rồi. Hình như là mình có cái gì đó mình muốn bảo vệ cho cái cô này. Cho nên là từ cái sáng ngày hôm sau là làm hết tất cả mọi thứ. Em sẵn sàng bỏ công việc của em ở công ty, xin sếp cho em về nhà làm để có thời gian em chăm cho bạn gái của em. Từ đó tới bây giờ là tôi là cái máu có... đàn ông nổi dậy. Với lại khi mà em bị tai nạn, cái mảnh sơ cứu rồi anh băng vết thương, anh chăm sóc từng xíu này kia là nó rất là bình tĩnh của một người đàn ông. Băng bó vết thương xong mới tìm cách đưa em lại về nhà. Cảm giác là một thật sự là mình được bảo vệ hoàn toàn. Tại vì cái chuyện tình của bạn nhanh quá, bản thân hai bạn còn bất ngờ nữa, huống hồ chi là bạn bè rồi gia đình thì sao? Mọi người có bị hoang mang theo các bạn không? Bạn bè em thì chưa có biết. Rồi gia đình như thế nào? Thì em có khoảng quen nhau được 1 tháng rưỡi thì em có nói với mẹ là chuẩn bị cho tụi con cưới nhau. Là gia đình hai bên đều không biết là hai đứa này nó có cái gì không. Mẹ em thì có khuyên là sẵn sàng chưa con? Ổn định chưa? Mới có 23 tuổi mà cưới vợ sớm quá vậy. Cái may mắn của em là những cái bạn trai trước đó, dù 1-2 người, thì khi mà mẹ và gia đình thấy là chưa có được hoặc là chưa có hợp, rồi cũng cản, rồi cũng ngăn, rồi cũng khuyên nhủ các thứ nhiều lắm. Nhưng mà lạ một cái là khi lần đầu tiên mẹ và gia đình em gặp anh Quang là đã thấy rất là ân ảnh. Chuyện mà bạn Quang trẻ hơn em, không gia đình hai bên không bên nào phản đối hết hả? Dạ không chị, lúc đó là đó chính là cái mà em rất là bất ngờ. Tại vì ở gia đình con gái mà quan trọng nhất là 2 thứ, hồi xứ là tuổi và phú và tiền. Tuổi là người ta cứ quan niệm là 3 tuổi kỵ lắm. Đúng rồi, là cao tuổi hơn thì sẽ chững chạc hơn, còn tiền nó sẽ ổn định về kinh tế để lo cho con gái của mình. Nhưng mà lạ một cái khi mà lần đầu tiên mà mẹ em gặp ảnh á, và mẹ hỏi là ủa Quang con nhiêu tuổi con, ảnh nói là dạ con 23 tuổi. Xong mẹ cũng rồi còn gì nữa không con? Rồi lúc mà bạn qua ra mắt gia đình của Minh Hạnh á, bạn có phải chuẩn bị tâm lý gì không? Cái ngày mà em ra mắt gia đình bạn gái em nó cũng có là một cái biến cố. Cái sự cố nhỏ là bữa đó, tối bữa đó tụi em cãi nhau rất là lớn, cũng nghĩ là thôi về ai về nhà nấy. Cái là thôi trách nhiệm buổi cuối cùng mà em dẫn bạn gái em về,
xui một cái là gần tới nhà rồi em bị chảy máu cam, chảy rất là nhiều, không có cầm máu được trên đường. Thì bạn gái em mới dẫn em vô nhà nói là mẹ ơi, anh Quang anh bị chảy máu cam rồi, cho anh ở lại pha cho anh nước cam uống. Thì đó là lần đầu tiên em được bước vô nhà Hạnh, được gặp trực tiếp mẹ của Hạnh luôn. Trong cái lúc mà cầm mũi nước máu chảy em lùm la vậy hả? Đúng rồi, dạ lắm. Lúc đó miệng chào cô mà máu chảy xuống. Ủa ơi, mà sao tự nhiên em bị gì vậy? Rồi có đi khám bệnh không? Bị không, gì? Anh hoàn toàn bình thường. Nóng thôi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái mà rất là kỳ là sáng không chảy, trưa không chảy, chiều chiều không chảy, đúng lúc mà chuẩn bị về tới nhà anh chảy, chảy mà không cầm được luôn chị. Thành ra là vây vây vô nhà gấp luôn. Hạnh qua nhà em rồi bắt đầu mẹ thương em, thương Hạnh hơn em, coi như là em gia đình hai bên rất là dễ ha. Có những cái kỷ niệm nào buồn vui, những cái điểm trùng hợp của hai bạn, phải có cái gì đó nó nhiều cái trùng hợp thì hai bạn mới quyết định đến với nhau nhanh như vậy. Em nghĩ là dấu ấn, được phải không? Nó thiên một tí xíu về trùng hợp của tâm linh. Ví dụ như là cả gia đình em là của truyền thống nên là không có xăm. Trên tay em có một cái hình xăm. Hình xăm này nó là một chỉ số, thứ nhất là một nửa của nó là sinh nhật, một nửa nó là cái ngày em xảy ra biến cố. Thì em mới phát hiện là cái ngày tháng năm sinh của anh ở trên tay em. Là em sinh ngày 4 tháng 9. Bạn đã xăm trước đó xong bạn mới gặp. Đúng rồi, tại vì em xăm rất là lâu luôn. Cái này với xăm này chắc cũng được 2-3 năm rồi á. Trùng hợp như vậy. Chuyện trùng ngày này là lạ đó. Bây giờ là hai bạn hiểu hết được cái tính tình của nhau chưa? Cái tật xấu của nhau chưa? Được một cái là tụi em quan niệm là phải bình thường, nên thành ra là không có che, không có gì. Tính anh bày lắm chị ơi, thiệt. Anh Quang bảo có bày không cho anh bày nát nhà luôn. Em hỏi anh vậy sao anh trả lời có được trời. Anh rất là bày. Muốn sạch mà. Cái đề nó hơi đồ nó mỗi đồ nó ở một chỗ thôi. Cái chỗ đồ đó vậy em ơi, em đừng có khai gì đâu ai biết. Ra ngoài em nói vậy người ta còn dạy học trò nữa, em nói như vậy là tiêu hết. Bên ngoài láng có hồng tóc tài bóng loáng ai biết đâu nhà bày hay. Anh rất là bình thường vậy, anh không có giống gì hết. Anh có một cái tật hay quên cầm điện thoại anh tay quay sang. Em điện thoại anh đâu, em điện thoại anh đâu, không thôi thì cũng chìa khóa em hả, chìa khóa đâu rồi, chích rồi, anh bỏ chìa khóa đi đâu rồi. Không, hồi nãy em có thấy là anh để chìa khóa ở trong ba lô. À, biết rồi. Người được cái này mất cái khác chứ. Bây giờ nó giỏi hết rồi, nhiều giỏi quá thì đừng phải có những cái lỗ hổng chứ, đúng không em? Dạ. Đâu phải chị bao che em đâu mà chị nói thiệt. Còn bên đây. Ngược lại. Nói về bạn gái em thì từ xấu thì chắc kể tới sáng mai. Đầu tiên là chắc là vợ đầu. Mà nó ơi cho đây tôi biểu coi. Làm gì mà nãy giờ cũng lẽ đi. Làm gì mà như vợ lúc đầu vậy. Nói chung mà làm bất cứ một cái gì nó đều đổ bể hết. Em bỏ thời gian nấu cơm, bày trí rất là ngon, nêm nếm đầy đủ hết. Đưa cái tô cơm cầm trên tay quay quay lại, bèn bể. Pha cái ly rau má cũng vậy, đưa cầm trên tay quay lại, bèn bể. Mốt mua đồ nhựa xài hết đi em. Nói chung là làm bất cứ một cái gì đều bể hết. Hay ha, công nhận hay. Cái thứ hai là tính bạn gái em hay nóng. Nóng lên một cái là táp 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 vô, không có cho ai nói gì hết. Cái thứ ba là bạn gái em suy nghĩ rất là lung tung, không có ổn định. Nóng tính, hậu đậu hay quên. Dạ em đâu có cái gì đâu chị, em chỉ có nóng tính, hậu đậu hay quên. Hết rồi. Em một cái là nấu ăn dở. Dĩ nấu ăn siêu dở luôn chị. Không, em cũng chiên trứng được. Em thì nấu ăn rất là ngon, con trai nấu ăn rất là ngon. Đưa cho bạn gái em chiên cái trứng là thôi banh chành luôn. Chiên cái trứng mà cũng banh chành nữa hả? Chiên cái trứng ở trên thì nhìn rất là đẹp nha chị. Nhưng mà lật lên thì là nó đen thui luôn. Không, ăn được mặt trên rồi. Được mặt trên. Đói quá thì ăn cho nó đỡ đói thôi chứ. Mà chị chúc mừng em. Chúc mừng bạn. Từ đây đến ngày cưới thì mình còn khó khăn gì nữa không? Nói đi cũng phải nói lại, cái khó khăn duy nhất của tụi em là tại vì cái bản tính tự lập của tụi em quá lớn. Tụi em muốn đám cưới hoàn toàn với kinh phí do mình. Không thể làm được. Tao cố gắng gói ghém nhưng mà thật sự chị Tường nói thiệt luôn. Nghe câu chuyện của hai bạn thì trước mắt là thấy vui đó. Nhưng mà chị Tường nghĩ nếu mà một cái thời gian dài xa hơn nữa thì nó sẽ còn rất 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 là nhiều sóng gió. Mỗi ngày chia sẻ với nhau, không hiểu cái gì là phải nói liền. Em không muốn anh vậy, anh không muốn em như vậy. Để mình hoàn thiện mỗi ngày, để mình xích lại gần nhau và tìm được cái tiếng nói chung nhiều hơn, mới xây dựng cái tình rồi cái nghĩa, thì cái đó nó mới giữ chặt hai bạn được. Chúc hai em hạnh phúc. Em có một món quà nhỏ dành cho bạn gái của em. Phải có chiêu mới được. Quá trời chiêu luôn, không thấy hả? Cởi dây an toàn. Có một cái đóa hoa tặng cho em. Cái thứ hai nữa là trong thời gian quen nhau mình đã xác định cái ngày đám cưới rồi nhưng mà anh chưa có tặng nhẫn cho em. Bữa nay anh có cái nhẫn đính hôn dành cho em. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới hai đứa mình sẽ cùng với nhau vượt qua những cái sóng gió trong cuộc sống. Nắm chặt tay nhau hai bạn nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc.
Chúc em dụ ảnh được cả đời luôn nha.